Thưa quý vị, cũng như mọi năm, những ngày đầu tháng 1 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã kịp thời ủy thác 150 tỷ đồng từ kế hoạch vốn năm 2023 sang chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố để kịp thời giải ngân cho các hộ vay trước Tết Nguyên đán nhằm giúp cho bà con chủ động nguồn tài chính cho mục đích sản xuất kinh doanh và tiêu dùng Tết. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Những ngày qua, tín dụng chính sách liên tục được giải ngân. Các phường xã có ngày giao dịch cận Tết Nguyên đán đều được chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đôn lịch giao dịch sớm hơn với mục tiêu đưa vốn đến với người dân trước Tết. Hy vọng là người vui mừng mà vừa trong nhận số tiền này, em cũng có ý tưởng là khi mà mua sắm những thứ cần thiết cho gia đình có số tiền này để mà bán. Theo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Cường Nam, phần lớn các hộ vay vốn lần này với mục đích sửa chữa nhà ở, mua bán nhỏ và kinh doanh hoa cây cảnh. Sau 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, năm nay kinh tế của bà con nhân dân phường có phần khấm khá hơn, cùng với việc nhận vốn kịp thời trước Tết như tiếp thêm động lực để nhân dân đón năm mới trong niềm phấn khởi. Thì trên địa bàn phường Hòa Cường Nam thì chủ yếu là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đặc biệt là có cái hộ nông dân kinh doanh hoa cây cảnh. Thì nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách là một trong những nguồn vốn rất là cần thiết cho những hộ kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn phường, đặc biệt là những cái hộ mà hai năm vừa rồi ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thì hiện nay là thành phố có nhiều chính sách ưu đãi cũng như là nguồn vốn hỗ trợ kịp thời để mà địa phương tuyên truyền vận động và hỗ trợ kịp thời đến những đối tượng mà cần nguồn vốn này, đặc biệt là trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Theo chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố, năm 2023, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất ra nghị quyết ủy thác sang ngân hàng này là 200 tỷ đồng, cùng với nguồn lực phân bổ từ vốn trung ương, nguồn thu hồi nợ quay vòng, dự kiến tăng trưởng tín dụng chính sách năm nay đạt từ 10 đến 15% so với năm 2022. Với cái nguồn vốn ủy thác ngay từ đầu năm là 150 tỷ và kế hoạch giải ngân của chương trình hỗ trợ tạo việc làm là 73 tỷ. Công đoàn viên chức 5 tỷ và nhà ở xã hội 11 tỷ. Và 11 ngày, theo kế hoạch là đã giải ngân gần 50 tỷ. Dự kiến đến trước Tết Nguyên đán là giải ngân khoảng gần 100 tỷ. Năm 2023, năm tiếp theo thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về hỗ trợ phục hồi kinh tế. Chính vì vậy, các khoản vay có lãi suất trên 6% giải ngân trong năm nay sẽ được Chính phủ cấp bù lãi suất 2% một năm. Trong năm 2022, các hộ vay vốn qua kênh tín dụng chính sách tại Đà Nẵng đã được Chính phủ hỗ trợ hơn 12,7 tỷ đồng. Dự kiến năm 2023, số tiền hỗ trợ là khoảng 20 tỷ đồng. Ngân sách thành phố cấp vốn, ngân sách trung ương hỗ trợ lãi suất, có thể khẳng định rằng quan điểm của Đảng và Nhà nước ta là không để ai bị bỏ lại phía sau, đang được thể hiện rõ nét qua mỗi cách làm, mỗi lĩnh vực trong cuộc sống.